nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cái kỹ thuật, cái phương pháp xuống nước an toàn và lên bờ an toàn để cho người ta xuống nước. Thứ nhất, mục đích để nhất là những em nhỏ hoặc là những người mà chưa biết bơi, ta xuống nước là biết được cái độ sâu và độ nông, độ cạn của hồ như thế nào. Ví dụ ở đây chúng ta có cầu thang thì chúng ta sẽ xuống cầu thang bằng cách là chúng ta sẽ đi đây cầu thang, sau đó thay người và một tay bên này bám cầu thang, một tay bên này và chúng ta đi lùi, đi xuống từ 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 để cảm giác cái độ sâu độ cạn của hồ như thế nào. Nhưng mà hồ này tôi đang đứng được thì các bạn yên tâm, học sinh yên tâm. Đây, sau đây các bạn sẽ xem học viên của tôi thực hiện cái cách lây xuống nước an toàn và cầu thang. Rồi, em lên bờ an toàn. Cách thứ hai là xuống nước an toàn. Tôi sẽ giới thiệu cái cách thứ hai là xuống nước an toàn với những bể bơi mà không có cầu thang xuống, thì yêu cầu học viên phải xuống như thế nào để an toàn và lên an toàn được. Mục đích của cái xuống nước an toàn và lên bờ an toàn đây là để cho học sinh tay vẫn bám được thành hồ và chân đưa xuống nước trước. Khi xuống nước rồi, chân học viên sẽ chạm được đáy hồ hay không chạm đáy hồ để học viên cảm giác được cái độ sâu của hồ như thế nào. Nếu như trường hợp học viên mà không đạp, không động chân tới đáy hồ thì học viên có thể trèo lên ngay. Đó là tay, lúc đó học viên vẫn bám vào thành hồ và trèo lên để an toàn. Sau đây tôi sẽ sinh phạm cho các bạn. Thứ nhất là tư thế chúng ta ngồi, hai tay chống hai bên. Đây, thì một là chúng ta đưa một tay sang bên cùng với tay còn lại. Và chúng ta từ từ xoay người, chuyển tư thế, đồng thời xoay bàn tay còn lại. Hai tay bám vào thành hồ và chúng ta chống tay. Chúng ta xuống từ từ. Và người ta có thể bám vào thành hồ để từ từ cảm giác độ sâu của hồ. Nếu như trường hợp hồ quá sâu thì tôi chống tay và trèo lên lại. Đấy là cái xuống nước an toàn. Bây giờ tôi làm lại, các bạn đang để tư thế này, đưa một tay ra, đồng thời xoay bàn tay kết hợp với xoay hông. Rồi chống tay xuống nước từ từ để cảm giác độ sâu của hồ. Nếu như chân tôi đứng được thì lúc đó tôi đã xuống nước an toàn. Còn trường hợp mà hồ sâu quá thì tay tôi vẫn bám vào thành hồ và tôi trèo lên. Đấy là xuống nước an toàn. Hôm nay học viên của tôi sẽ thi phạm với động tác xuống nước an toàn. Rồi, em đưa một tay sang bên phải hoặc bên trái của em ạ. Rồi chống tay. Rồi xoay hông từ từ, đưa chân từ từ xuống. Rồi đúng rồi. Từ từ xuống. Từ từ xuống, kiểm tra độ sâu của hồ. Rồi, chân em có chạm một đáy hồ không? Rồi chân em chạm đáy hồ rồi, ok là xuống an toàn. Bây giờ em lên bờ an toàn. Rồi, đấy là học viên của tôi đã xuống nước an toàn và lên bờ an toàn ở những hồ bơi mà không có thành hồ. Đấy là các bạn mong muốn, các bạn là xuống nước để các bạn kiểm tra độ sâu và độ cạn của hồ. Thế đó là hồ độ sâu độ cạn của hồ như thế nào. Đấy, xin các bạn ơn các bạn.